Anh Chi kính mời quý vị theo dõi bài viết của tác giả Nguyễn Quang Duy đăng trên đài BBC. Chủ nghĩa nào đã làm Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ năm 1975? Sau 46 năm chấm dứt chiến tranh, nhiều người kể cả những học giả ngoại quốc vẫn tin rằng cuộc chiến tại miền Nam Việt Nam là cuộc chiến giữa hai ý thức hệ quốc gia và cộng sản. Nhưng ý thức hệ quốc gia hay chủ nghĩa quốc gia Việt Nam là gì và lý do ý thức hệ cộng sản thắng thế vẫn chưa được tìm hiểu và phân tích cặn kẽ để biết đâu là sự thật. Chủ nghĩa quốc gia đến với Việt Nam. Trước thế kỷ 20, Nước là của vua, dân là con vua. Việc bảo vệ và mở mang bờ cõi là trách nhiệm của nhà vua. Làm dân có bổn phận phải trung thành với vua và sẵn sàng chết theo lệnh của nhà vua. Cụ Phan Chu Trinh, cụ Phan Bụi Châu là hai trong số những người Việt quốc gia đầu tiên. Một người chịu ảnh hưởng bởi chủ nghĩa quốc gia Pháp, còn một người thì chịu ảnh hưởng chủ nghĩa quốc gia Trung Hoa và Nhật Bản, nên có hai khuynh hướng phụng sự quốc gia rất khác biệt. Nhà cách mạng Nguyễn Thái Học, quốc dân đảng, đức huỳnh phú sổ đạo hòa hảo đức hộ pháp phạm công tắc đạo cao đài vua bảo đại ông phạm quỳnh ông ngô đình diệm ông trần trọng kim học giả lý đồng a đảng duy dân ông trương tử anh đảng đại việt và rất nhiều người khác là những người việt quốc gia của thời kỳ tiếp theo những người kể trên về mặt tư tưởng họ khác nhau một trời một vực, có khi còn đối chọi với nhau, cho thấy ở vào thời điểm năm 1945 vẫn chưa có một hệ tư tưởng có thể coi là hệ tư tưởng quốc gia hay chủ nghĩa quốc gia. Năm 1949, khi người Pháp trao trả độc lập cho Việt Nam, Quốc trưởng Bảo Đại đặt tên nước là Quốc gia Việt Nam, lập quân đội quốc gia, chính phủ quốc gia và cờ vàng ba sọc đỏ được gọi là cờ quốc gia. Vua Bảo Đại từ lâu đã muốn xây dựng một chủ nghĩa quốc gia riêng cho Việt Nam, nhưng vì hoàn cảnh đất nước chưa hoàn toàn độc lập và vẫn còn chiến tranh nên không thực hiện được ý muốn. Chủ nghĩa quốc gia là gì? Đây là hệ tư tưởng soi sáng và hướng dẫn chúng ta làm những việc có ý nghĩa, có đạo đức, biết việc gì cần làm và tạo cho chúng ta sáng kiến đạt được kết quả tốt nhất trong cạnh tranh sinh tồn và phát triển đất nước mỗi quốc gia đều có những khác biệt về lịch sử sắc tộc văn hóa xã hội kinh tế chính trị bởi thế chủ nghĩa quốc gia việt nam phải khác hẳn với chủ nghĩa quốc gia ở các quốc gia khác chủ nghĩa quốc gia việt nam phải nối kết được những tư tưởng những tình cảm những truyền thống những ước mong những ý hướng trong tâm trí của mọi người thuộc mọi sắc tộc sống trên đất nước việt nam có chủ nghĩa quốc gia mới có thể định hình được một cách rõ rệt những khái niệm về tổ quốc về nòi giống về lòng yêu nước về tình đồng bào xây dựng lý tưởng làm chuẩn mực cho đời sống của người việt nam Chủ nghĩa quốc gia chính là những nguyên tắc căn bản để chính phủ đề ra những chiến lược và đường lối kinh tế, văn hóa, xã hội hợp với lòng dân và để cho người dân biết cách suy nghĩ và hành động vì lợi ích quốc gia dân tộc. Việt Nam chưa có hệ tư tưởng quốc gia. Tháng 8 năm 1945, Đảng Cộng sản nổi dậy cướp chính quyền. Đến năm 1947 khi những người Việt quốc gia muốn ôn hòa giành lại độc lập phải cộng tác với người Pháp thì Đảng Cộng sản đã hạ luôn cả chính nghĩa quốc gia. Trong hoàn cảnh chiến tranh, những người Việt quốc gia chỉ duy trì tinh thần quốc gia rời ra, không thể kết lại một cách chặt chẽ như một ý thức hệ hay một hệ tư tưởng có luận lý, tức là logic, có đạo đức dựa trên lợi ích quốc gia và dân tộc. Vì thiếu một ý thức hệ quốc gia làm căn bản, nên người quốc gia và các đảng phái quốc gia liên tục chia rẽ không thể tập trung được sức mạnh chiến đấu và tồn tại trong hoàn cảnh chiến tranh từ năm 1945 đến năm 1975. Xem lại Đệ nhất Cộng Hòa Chính phủ Đệ nhất Cộng Hòa thay vì tìm cách xây dựng ý thức hệ quốc gia lại lo xây dựng chủ nghĩa nhân vị. Ông Cao Xuân Vĩ, thủ lãnh phong trào thanh niên Cộng Hòa từng nghe Tổng thống Ngô Đình Diệm than phiền. Ngay cả đến các vị bộ trưởng cũng không hiểu được chủ nghĩa nhân vị là gì thì làm sao mà chúng ta thực hiện được cuộc cách mạng quốc gia. Ông Diệm nói rất đúng vì khi tầng lớp lãnh đạo không hiểu được đường lối chiến lược quốc gia thì làm sao tầng lớp cán bộ có thể hiểu được để mà truyền bá chính nghĩa, việc làm đúng. Và làm sao người dân, nhất là những người nông dân chiếm đến 90% dân số lại có thể biết đến đường lối, chiến lược và viễn kiến của tầng lớp lãnh đạo quốc gia? 5 năm vàng son từ năm 1955 đến năm 1960 nhanh chóng trôi qua khi các lực lượng cộng sản từ miền Bắc bắt đầu xâm nhập và cộng sản ở miền Nam nổi dậy thì rõ ràng Việt Nam Cộng hòa không có một chủ nghĩa đúng mức để vừa giữ được đất vừa giữ được dân. Chính phủ Mỹ sợ cộng sản thắng thế nên muốn trực tiếp mang quân vào tham chiến, bị tổng thống Ngô Đình Diệm phản đối, họ mới nhúng tay vào cuộc đảo chính ngày 1 tháng 11 năm 1963 lật đổ nền đệ nhất cộng hòa. Mỹ hóa chiến tranh, miền Nam lọt vào vòng khủng hoảng chính trị, đảo chánh này sang đảo chánh khác, miền quê càng ngày càng mất an ninh, nhiều địa phương sáng thì quốc gia, đêm thì cộng sản. Ngày 8 tháng 3 năm 1965, thủy quân lục chiến Mỹ đổ bộ vào bãi biển Đà Nẵng, người Mỹ mở rộng chiến tranh thả bom miền Bắc và trực tiếp điều khiển chiến tranh từ tòa Bạch ốc và Ngũ giác đài. Người Mỹ nhúng tay đảo chánh tổng thống Ngô Đình Diệm đã là một sai lầm lớn việc Mỹ hóa chiến tranh Việt Nam là sai lầm lớn hơn khiến họ phải trả một cái giá rất đắt về cả sinh mạng và tiền bạc. Cho đến phút cuối, người Mỹ vẫn không hiểu người Việt cả phía quốc gia lẫn bên Cộng sản, nên trong chiến tranh Việt Nam, người Mỹ liên tục mắc sai lầm là nguyên nhân chính dẫn đến ngày 30 tháng 4 năm 1975. Chiến tranh càng leo thang, người miền Nam càng phải tập trung bảo vệ miền Nam, nên càng ít quan tâm đến mặt lý thuyết xây dựng một ý thức hệ quốc gia. Nói về chủ nghĩa tự do, khi ý thức hệ quốc gia chưa hình thành và khi người Mỹ đổ quân vào miền Nam, chủ nghĩa tự do kiểu Mỹ đã phát triển một cách vô cùng mạnh mẽ. Trong thời chiến, cá nhân cần đặt lợi ích quốc gia và dân tộc bên trên thì chủ nghĩa tự do lại dựa vào cá nhân để phát triển từ văn hóa, xã hội, kinh tế và nhất là chính trị, thể chế dân chủ pháp trị. Một số thí dụ dưới đây cho thấy phần nào chủ nghĩa tự do đã dẫn đến ngày 30 tháng 4 năm 1975. Ở miền Nam, tự do báo chí không khác gì ở Mỹ, các nhà lãnh đạo thường xuyên được đưa lên mặt báo. Tờ tin sáng là nhật báo đối lập với chính phủ có một tin vịt do Tư Trời Biển viết nêu đích danh Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu là tham quyền cố vị, hiếu chiến, thất học, tham nhũng, bất tài, hay gọi ông là Tổng Thẹo, Sáu Thẹo. Báo chí có quyền chỉ trích chính phủ và chỉ trích cá nhân các lãnh đạo miễn là không nhằm mục đích tuyên truyền cho cộng sản. Nhưng các tờ báo vẫn thường dịch các bài viết từ phe cánh tả chống chiến tranh thì có khác gì tiếp tay tuyên truyền cho cộng sản. Báo chí ngoại quốc cũng được tự do xuất bản tại miền Nam, người Việt vốn suy nghĩ người ngoại quốc đưa tin khách quan và trung thực nên nhiều bài viết thuộc phe cánh tả chống chiến tranh cũng được rất nhiều người đọc và tin theo. Về truyền hình thì có đài quân đội Hoa Kỳ phát trên băng tầng số 11 đưa những hình ảnh chiến trường mà lính Mỹ có trận phải chạy lên trực thăng. Những hình ảnh này ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý người Việt và rất có lợi cho phe Cộng sản. Giáo dục thì phi chính trị nên học sinh và sinh viên đều ít quan tâm đến tình trạng đất nước. Một số còn xuống đường biểu tình chống chiến tranh hay leo núi theo Cộng sản, số khác thì sống phóng túng đua đòi theo cách sống hippie kiểu Mỹ. Văn học, âm nhạc, nghệ thuật ở miền Nam bao gồm đủ mọi khuynh hướng từ tự do cá nhân đến chuyện đất nước, tình tự dân tộc nhân bản, khai phóng, hiện thực, chống chiến tranh và chống cả chính phủ. Kinh tế thì tự do nên vì tiền mà một số thương gia sẵn sàng cung cấp hàng hóa cho cộng sản hay đầu cơ tích trữ phá hoại thị trường và cũng vì tiền mà một số giới chức tham nhũng đã tiếp tay với gian thương nuôi dưỡng cộng sản. Ngay trong Quốc hội khối đối lập liên tục chỉ trích tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, họ còn chủ trương nói chuyện với mặt trận giải phóng miền Nam, một tổ chức ngoại vi của Đảng Cộng sản. Chính trị miền Nam không khác gì sinh hoạt chính trị tại Hoa Kỳ. Có phải tự do thua cộng sản không? Một số người quan sát cuộc chiến ở miền Nam rồi vội vã cho rằng chủ nghĩa cộng sản đã thắng chủ nghĩa tự do. Nhưng nếu so Tây Đức và Đông Đức, Nam Hàn và Bắc Hàn, Trung Quốc và Đài Loan, khối tự do chống lại khối cộng sản thì rõ ràng ý thức hệ tự do đã là bên thắng cuộc. Đại Hàn và Đài Loan là hai quốc gia Á Châu bị phân đôi. Chủ nghĩa quốc gia ở đó đã phát triển thành những ý thức hệ có thể đón nhận và hài hòa chủ nghĩa tự do kiểu Mỹ. Sau một quá trình chọn lọc nhiều thập niên cho mãi đến những năm đầu của thập niên 1990, Đài Loan và Nam Hàn mới tiến hành dân chủ hóa đất nước của họ. Còn Việt Nam Cộng Hòa vì chưa có một chủ nghĩa quốc gia, một ý thức hệ quốc gia, một hệ tư tưởng hướng dẫn nên chủ nghĩa tự do đã phản tác dụng, phá hoại và tiêu hủy nền cộng hòa non trẻ ở miền Nam Việt Nam. Theo tôi, đây là bài học cho cả hôm nay, Việt Nam vẫn đang cần chủ nghĩa quốc gia. Chiến tranh đã chấm dứt hơn 46 năm so với các quốc gia trong vùng, Việt Nam vẫn thua kém cũng vì thiếu một chủ nghĩa quốc gia đúng đắn trước thời chiến tranh đài loan và đại hàn về kinh tế chỉ tương đương với việt nam nhưng ngày nay hai quốc gia này đã vượt xa chúng ta đài loan và hàn quốc áp dụng chiến lược xuất cảng thúc đẩy tăng trưởng nhưng nhờ họ có được hệ tư tưởng quốc gia vững chắc nên có được chiến lược xây dựng kinh tế dựa trên nội lực quốc gia và kết quả tăng trưởng kinh tế thuộc về người dân của xứ họ hà nội cũng áp dụng chiến lược xuất cảng thúc đẩy tăng trưởng nhưng lại xây tổ đón phượng hoàng xứ người nên người đài loan và người hàn quốc nay đã trở thành những ông chủ những con phượng hoàng trên đất nước việt nam còn người việt nam làm công bọc cho chủ nhân ngoại quốc hay phải sang tận xứ người ta để mà làm công cho họ Chiến lược tăng trưởng dựa trên xuất cảng biến Việt Nam thành một quốc gia lắp ráp trong chuỗi dây chuyền sản xuất của các công ty đa quốc gia. Việt Nam được giao cho sản xuất các mặt hàng dựa trên lao động tay chân, mang lại rất ít giá trị gia tăng cho quốc gia. Các nghiệp đoàn tự do bảo vệ quyền lợi công nhân thì chưa có, nên người Việt làm công nhận được một mức lương thật thấp, thậm chí không đủ sống qua ngày, còn lợi nhuận thì đương nhiên rơi vào tay tư bản ngoại quốc và được họ đưa về chính quốc dựa trên tỷ lệ thương mại xuất và nhập cảng việt nam nay là nước có mức độ toàn cầu hóa cao nhất thế giới nguyên liệu chủ yếu phụ thuộc vào nhập cảng từ trung quốc và sản phẩm sản xuất thì chủ yếu xuất cảng sang mỹ chủ quyền kinh tế này phụ thuộc nặng nề vào hai quốc gia này hoa kỳ đe dọa trừng phạt kinh tế cũng sợ mà nếu trung quốc đe dọa trừng phạt kinh tế thì cũng lo nếu các hãng xưởng đài loan và hàn quốc rút khỏi việt nam thì nền kinh tế việt nam xem như sụp đổ rõ ràng chủ quyền quốc gia việt nam đã bị lệ thuộc quá nặng vào ngoại bang còn các mặt khác như văn hóa giáo dục xã hội chính trị và cả quân sự việt nam đều thua xa hai quốc gia đài loan và hàn quốc ở trong nước ai biểu lộ bất đồng chính kiến thì bị đảng cộng sản cho công an cô lập và đàn áp người việt hải ngoại sống trong môi trường tự do nhưng vì thiếu một chủ nghĩa quốc gia dẫn dắt nên người đấu tranh luôn bị động và chẳng ai nghe ai càng ngày càng chia rẽ và càng xa lìa chính những người đồng hương đang sống ở hải ngoại ôn lại lịch sử việt nam cộng hòa và nhìn vào hiện tình đất nước người việt muốn giữ được chủ quyền quốc gia vẫn cần phải xây dựng một hệ tư tưởng cho chính người việt nam một chủ nghĩa quốc gia việt nam vẫn thật sự cần thiết